Nấu cơm chắn gạc nai thời bao cấp. Củ sắn gọt sạch bỏ, băm nhỏ. Hơi khô. Khô rồi. Thâm rồi, do trời mưa. Gạo một lon, sắn khô một tô. Sắn sau khi luộc thành màu nâu đẹp, thơm. Cơm sôi rồi, thơm mùi mì. Cơm độn sắn chín rồi. Một nồi cơm sắn cho cả gia đình 4-5 người ăn. Cơm độn sắn thời bao cấp, xin mời. Cảm giác hơi đắng đắng đấy. Cơm thì ít mà sắn thì nhiều.